Fast Thing vẫn được Brad Pitt thương yêu hết mực mặc mâu thuẫn của nam tài tử và Angelina. Brad Pitt nhận nuôi Maddox vào tháng 4 năm 2005 sau khi kết hôn với Angelina, người đã nhận nuôi Maddox vào năm 2002. Hai vợ chồng nhận con gái nuôi Chahara vào năm 2006 và Fast Thing, cậu bé gốc Việt năm 2007. Năm 2006, Brad Pitt và Angelina Jolie cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng Schuyler. Năm 2008, họ tiếp tục chào đón cặp song sinh Knopf và Vivian. Mặc dù Angelina và Brad đã trải qua cuộc chiến khó khăn về quyền nuôi con sau ly hôn, nhưng việc duy trì sự riêng tư của các con luôn là ưu tiên hàng đầu của cặp đôi. Thực tế, Brad đã giữ mối quan hệ của mình với các con thật kín đáo với truyền thông kể từ khi chia tay Angelina vào năm 2016. Thậm chí, anh đã không chụp ảnh với bất kỳ đứa trẻ nào kể từ khi ly hôn, mặc dù anh luôn dành thời gian cho con. Giờ đây, người hâm mộ chỉ có thể xem lại những khoảnh khắc ngọt ngào của Brad Pitt và những đứa trẻ đã được chụp cách đây nhiều năm. Dù đi du lịch cùng nhau hay trên thảm đỏ, thói quen của nam tài tử là chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt với các con. Brad Pitt nắm tay con gái Sahara khi họ đến sân bay LAX vào tháng 7 năm 2015. Khoảnh khắc này khiến các tay săn ảnh cũng phải tan chảy vì quá đỗi đáng yêu và ngọt ngào. Ngay phía sau Brad là Angelina Jolie và những đứa trẻ còn lại. Brad từng chia sẻ với báo chí, mọi người đều nói về niềm vui có con và rất nhiều thứ khác liên quan đến gia đình. Nhưng tôi chưa bao giờ biết mình có thể yêu một thứ gì đó đến mức nào cho đến khi tôi nhìn vào khuôn mặt những đứa con của mình. Brad Pitt đưa Maddox đến AS Mariners xem bóng chày vào tháng 1 năm 2007. Đó là trận đấu mà New York Yankees đã đánh bại Seattle Mariners. Brad đã đặt Maddox trên đùi mình để cậu bé có thể theo dõi trận đấu một cách dễ dàng. Brad luôn cởi mở khi nói về việc anh yêu thích việc nuôi dạy con cái đến mức nào. Tôi cảm thấy mình là người giàu nhất còn sống kể từ khi tôi lên chức bố, anh nói với tạp chí Psychology vào tháng 10 năm 2014. Làm bố đã thay đổi tôi ở rất nhiều cấp độ, khiến tôi trở nên hào phóng và sống động hơn. Tôi coi các con là một phần thiết yếu trong cuộc sống của mình, và điều đó có ý nghĩa rất lớn khi có thể giáo dục chúng, giúp chúng vươn lên trên thế giới khi chúng trưởng thành. Tôi thích làm bố và tất cả những trách nhiệm đi kèm. Angelina nhận nuôi Fast Thing khi cậu bé mới 3 tuổi. Vào thời điểm đó, Reuters đưa tin, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar đã viết trong cuốn sách dành cho du khách của trại trẻ mồ côi Tam Bình, nơi Fast từng sống. Thông điệp của cô có nội dung cảm ơn các bạn vì đã chăm sóc con trai tôi tuyệt vời như vậy. Tôi chắc chắn rằng thằng bé sẽ nhớ các nhân viên xinh đẹp chu đáo ở đây nhiều như các bạn sẽ nhớ thằng bé. Angelina Jolie cho biết cô không bao giờ mong đợi có thai trước khi yêu Brad. Nói chuyện với tạp chí W vào tháng 10 năm 2008, cô nói, trong thâm tâm tôi nhận ra rằng anh ấy hoàn toàn hạnh phúc với chúng và coi chúng như những đứa con ruột của mình. Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ phân biệt đối xử với chúng và điều đó đã mang lại cho tôi một sự bình yên nhất định. Mọi chuyện có vẻ đang tốt đẹp thì hôn nhân của cặp đôi bất ngờ tan vỡ vào tháng 9 năm 2016. Thông qua một người đại diện, Angelina giải thích rằng cô đang thực hiện động thái vì sức khỏe của gia đình. Trong khi đó, Brad đã trả lời thông qua People rằng tôi rất buồn nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là hạnh phúc của những đứa trẻ. Tôi tha thiết đề nghị báo chí hãy dành cho tuổi trẻ không gian riêng mà chúng xứng đáng có được trong thời gian thử thách này. Hiện tại, anh cả Maddox đi du học tại Hàn Quốc 2018. Cậu bé sinh năm 2003 càng ra dáng trụ cột trong gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ và các em gái. Brad Pitt rời nhà, Maddox đi học xa, Fast Thing trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình. Cậu bé ngày càng chứng tỏ sự trưởng thành mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện. Theo People, Fast Thing có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh quay phim. Cậu từng đi cùng mẹ đến Campuchia trong quá trình quay First Day Kill My Father. Tháng 6 vừa qua, cậu hai nhà Jolie Beast cũng đến hỗ trợ mẹ ghi hình phim With the Blood of Rome, Ý.